Hải đâu? Quay xe cho Felios. Mà là xe cứu thương. Hồi máu, hồi máu. Mô gì là Phật. Mô. Mô. Cái gì đây? À, nó bỏ support á. Được, Amu support chuẩn. Đánh con gì bây giờ ta? Đừng cố đánh con gì, gánh gánh win win rồi anh em. On đi. Thôi. Ừ, on đi. On đi. Trung Quý, bảy Trung Quý. Đóp đóp đó là Châu Phi. Trời ơi, thằng rừng của mất nó bích con Elite là quá chuẩn luôn. Tại sao? Tại vì nó thấy là nó biết là khi mất cầm ngon đi mid là sẽ tăng. Thiếu AB, bích Elite hợp, hợp tình hợp lý. Quá chuẩn. Ông S4 này tư duy cao. Thằng S4 vô bế trục điểm elo của anh mất đi luôn. Anh rất là tin tưởng vào những người đồng đội của anh. Trừ khi đồng đội của anh là cái gì? Trời ơi, cái gì mà còn hai cái lát luôn vậy cha? Thôi. Thôi. Tao nói là thôi mà không nghe nè, lì. Lì nha con. Bới mày đi luôn thằng không lát anh ơi. Giết nó trong trụ luôn cho em. Mày đi. Có đi thì để tao bới mày đi. Quá đã. Đa qua Pepsi ơi. Cho nó 10 cái flash cũng không sống được đâu. Trời ơi anh chiến thế. Anh trai của em chiến thế nhờ. Sao mà anh trai gắn bót. Bà nội mày chim ơi. Qua này sao mày sống hả chim? Ủa tụi bay xài khoảng chừng 6 cái chiêu hụt vậy? Ui là trời. Về giùm con cái má. Giết con chim. Giết con chim. Má tìm mà đậu thế nhờ. Giết con chim. Chết. Què. Hổng. 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 Cho đánh cái là mì căng. Rồi sao chạy. Nè. Đó. Chạy đi. Sống đi. Cho đánh cái là mì căng. Rồi sao chạy. But not for me. Mày á. Tao nói mày á. Tao nói mày á. Không phải tao nói nó đâu. Vekeda. Thôi chim băng à. Thôi. Chó này tao nói thôi rồi. Căng thẳng vậy. Chơi game căng thẳng vậy. Nè. Chơi game mà căng thẳng với nhau nè. Chơi game mà căng thẳng với nhau nè. Tao bới mày đi luôn con chó à. Ê, giết mày luôn cho mày cay nè. Để tao, tao lo được. Đừng. Tao không nhường mà lưu cho mất nha. Cái lính này vậy. Ôi trời ơi. Thằng Vene nó làm cái gì mà team kia ghét Vene dữ ta. Chắc cướp vợ của ta hay gì mà. Trời ơi. Anh nào cốt cái game này đây. Em xin. Mày đi. Thằng này nè.
Hello mấy cưng. Ôi, quay, quay, quay. Hãy quay. Trời ơi, tao binh như vậy rồi, tao bây dở vậy. Sao? Còn giết được hai. Ngon lành. Ôi giời ơi. Ơ kìa. Què gì đấy? Chạy đi bánh trai. À, anh Bảy ơi, em ngợp quá. Anh Bảy có thể nào đừng bế em đi được không? Anh Bảy ơi, em ngợp. Em ngợp quá anh Bảy ơi. Em đã tập biên rồi mà em Bảy bế em đi là sao? Què gì đây? Bật chết o lên coi. Nhắm ăn được không? Hoa, ông kẻ tới đó bay ơi. Chạy, chạy bay ơi. Lẹ. Ông kẻ kìa, trời ơi trời, chạy lẹ lên mày ui. Ông kẻ mày ui, chạy lẹ lên mới đi hết đấy. Chạy lẹ lên. Ui ông kẻ mày ui. Ông kẻ. Mới người ta có ông kẻ. À ông kẻ. Trời ơi, ông mới đi hết luôn. Phát hiện một trường hợp dê núi. Ôi rồi ôi. Qua đường mặt cười. Ôi rồi ôi. Sao gì sao dữ vậy mấy anh, sao kỹ thế? Mấy anh mua kính hiển vi về mấy anh soi. Em có làm cái gì đi chăng nữa, em có sai với ai đi chăng nữa thì em quýnh chết luôn được không hả? Quý hoài bực cái mình. Ok anh trai. Hãy đâu, quay xe cho Phelios. Mà là xe cứu thương. Hồi máu, hồi máu. Mô gì là Phật. Mô. Ừ. Ôi, nó tiền tôi có 200 giọt vậy. Trời ơi, rẻ rách. Tưởng cái gì. Tưởng đâu 7-8 xị đồ. Rồi. Pha này thằng Hải đâu. Thằng Hải ở đâu mà nó quay xe được cho mày. Hả? Ôi rồi ôi, tao chạy rồi đó, tao hơi bị chạy rồi đó, tao thấy là cơ thể của tao hơi bị chạy rồi mà, đã nói là chạy rồi, đã nói là chạy rồi, can hết đi tớp cầm dịch chuyển cái lá trắng, lá cái đời thiệt chứ, sao tôi chết mà tim tôi đang ăn mẹ 3 mega của người ta rồi, mỗi một lần mà tôi chết á, tim tôi nó bắt đầu nó mạnh mạnh lên kiểu giống như là tụi nó đang phản đối cái việc tôi chơi game chung mấy cha, rồi xong hết kêu rồi. Hết yêu đi. Mà lại hết yêu đi gọi xe cứu thương cho xin giao. Trời ơi lại là cái con ghẻ gách anh Ti. Anh Ti nó mất được 200 giọt nữa. Ghẻ gách. Quá ghẻ gách. Nè vuốt con dê cái nhà. À rồi mày đỡ tao đi. Mày đỡ tao đi. Mày đứng lại con chó. À cái thằng ghẻ gách. Ghẻ gách. Đập vô cái đầu mày luôn. Mọi người muốn vào giết không? Ây da, đau. Ây da, đau á. Ây da. Ây da. Trời ơi, coi thằng ghẻ gách quy tôi kìa. Tôi kìa. Trời ơi. Cay ngứa tôi kìa. Trời. Ây da, ây da. Ây da. Chạy mết rồi. Sướt, sướt con ngò con mết rồi. Cay hết quy đau á. Rồi, ui ui. Ôi trời ơi. Hệ thống đấy nè mà. Không phải là tôi bấm đâu. Mà là hệ thống đây. Chuyện vui.